Cá dìa bà con ơi, cá dìa bà con biết hết cá dìa rồi đúng không? Cá dìa là rất có sức khỏe. Cá dìa nó còn có một cái tên gọi nữa là cá tra nghệ. Cá tra nghệ và cá dìa này là những người có bệnh thế này không ăn được. Đó là bệnh huyết áp, bệnh mới dậy. À.